Hello, chào cả nhà. Cả nhà ơi, cái dãy dưa leo nó đi mất tiêu rồi. Còn mỗi cả cái sườn thôi cả nhà ơi. Giờ này thì đang trồng xà lách đây cả nhà. Thì bây giờ Nhung Hà đi tìm dưa hấu tí hon xem là còn trái nào không Nhung Hà thu nha cả nhà. Và bữa giờ dưa hấu không có thu, có bạn hỏi chị Nhung ơi dưa hấu tí hon đâu rồi không thấy chị thu. Tự mình thấy nó ít lại rồi mình ít thu, bây giờ thấy có trái lại rồi Nhung Hà sẽ đi thu nha cả nhà. Đây là khổ qua. Khỏi qua còn được mấy trái cuối cùng đây cả nhà ơi. Trời ơi không biết có được em nào nữa không, được có ba em cuối cùng. Ô đâu 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 đâu, một em bên đây nữa là bốn em nó chơi cũng được một cái nồi khổ qua xào trứng cả nhà nó rồi. Ủa mình thấy có cây này có để thủ phấn thử. Ô đây có trái nữa, có trái đây nữa chứ. Vậy là được năm trái cả nhà ơi. Bữa hôm nó hết hết lá, nó rụng rụng hết lá, bây giờ nó lại ra lá mới, không biết là trái cũng có tí xíu đây cả nhà. Bữa hôm thì nó ngừng ra trái không thấy, bây giờ mới thấy trái lại nè. Không biết có nhiều không nên là lấy mẹt nhỏ nhỏ thôi cả nhà. Đây nè. À, cũng có lèo tèo mấy trái rồi, qua cái chậu bên kia cũng có mấy trái nữa. Móc dưa hấu tí hon cuối mùa, đây nhà chị chủ nhiều lắm mà lại chị không hái, chị để ngắm không à. Cái này giòn ăn đã gì đâu lắm. Mình thích cái trái này giòn ngon, giòn chua chua, chấm mắm ruốc hay là làm gỏi chua chua cay cay đều ngon hết cả nhà ơi, ngon lắm. Trộn mà gọi như là muối sổi á, trời ơi, nó đã, ăn hết nồi cơm. Bạn bè ai cũng thích cái trái này chứ, nó lạ nhỏ nhỏ dễ thương, mọi người thích lắm. Được mẹ cả. Đi qua mẹ. Ô đi hái ớt. Có hái mấy trái này xong là qua hái ớt nha. Ô cái mé này nhiều dữ á. Ô bây giờ nó leo quá chừng luôn ạ nhà ơi. Nó ra một cái đợt khác nữa. Tự nhiên là bữa hôm nó rụng cái lá mé ăn dưới hết trơn à. Bây giờ nó lại ra lá mới, lại có đợt thêm đợt mới nữa. Có lý ha. Nó giòn, giòn lắm. À, có trái này bự ghê không? Được mấy em đi móc. Đây. Đây hai em nè. Đó. Nó lụm trong đây không thấy. Đây nè. Rớt vô tay ha. Rồi. Vậy là trong cái cụm này. Cái trái này nó núp ở trong á không thấy. Cụm này không thấy, cụm bên đây banh ra quá trời. Đây hả, một em wow, trong này có một trái bự cha bá luôn, nó lùm ha. Nào, đi qua cái cụm bên kia xem được trái nào nữa không. Nó hơi mềm, trên cây nó giòn hơn, rụng xuống nó mềm.
được nhiêu đây cả nhà ơi, móc móc cũng được một mét nho nhỏ đây cả nhà, cưng chưa cả nhà. Thì thăm mấy em ớt xem có em nào chín chưa. Ồ, thấy chuyển màu cả nhà ơi, chuyển màu chuyển màu. Ồ, con này chuyển màu vàng cam đẹp quá. Ồ, trời ơi, trái trời chín đều luôn. Wow, đẹp quá hả. Bên đây là nó đang chuyển màu đỏ rồi nè cả nhà ơi. Đó, màu đỏ chân rồi đó. Này màu đỏ rồi nè. Đó, wow. Trời ơi, cái trái mê quá hả. Để cho nó chín chút xíu nó ăn nha cả nhà. Trời ơi, ghiền dễ sợ chưa. Ồ, đây nó nè, chín hết trơn rồi cả nhà. Trời ơi, mê quá đi thôi cả nhà. Nhưng mà ăn cái trái ớt này được. Này cam này thích dễ sợ luôn thôi. Ăn trái ớt cả nhà ơi, mời cả nhà nha. Ngon. Giòn á. Giòn ơi là giòn luôn. Wow. Ngắm mấy cái ớt đã đâu không trời ơi. Nó giòn đã gì đâu. Mọng nước, ngọt và giòn. Ăn trái ớt rồi đi ra hái mướp Peru rồi nha. Ánh nắng nó chiếu vô da nhưng hả. Hạt này là sang năm gieo được nè. Cái danh hạt này này làm giống nè. Màu cam. Ngọt cái luôn á. Đây là hái mướp rồi nha. Ôi ôi đây cả nhà ơi, mướp Peru của Nhung Hà nè. Trời ơi, nay nó trái quá trời luôn cả nhà, xem nè. Nó um tùm luôn, cái trái nó bự dữ dằn luôn ở nhà đây nè. Ồ, cây gì cuối mùa ngưng ra trái, cho mình thấy cái trái này cuối mùa vẫn ra trái như thường rồi nha. Mà còn không không những trái nhiều mà trái bự nữa, dữ dằn không. Mà sao ăn ta nói trên cả tuyệt vời rồi nhà ơi. Nhưng mà chịu khó dục cái hột ở bên trong đi thì nó ngon hơn ở nhà. Ăn cái này chỉ ăn được cái vỏ ở ngoài thôi. Cái da nói chung là xào nó giòn giòn ăn ngon. Không biết phải cả nhà phải ăn thử mới biết được. Mấy cái cảm giác được ăn cái trái này ngon, mình thích. Cứ mỗi lần hái là mình chừa lại cho mình một dĩa xong rồi lại share với bạn bè. Nhất là cái chị hàng xóm người Hoa, trời ơi. Mình tặng chỉ một lần một thôi chị ghiền. Cái chị nói chị giữ lại hạt giống. Tại vì cũng có một số cái trái là cái hạt nó cũng già bên trong. Chị lấy hạt giống lại. Rồi sang năm chị cũng sẽ trồng. Rồi ăn trái ớt mà no luôn. Thế nào sang năm cái cây này cũng bên vườn chị nè. Ai trồng cái cây này rồi là bị ghiền cả nhà. Kiểu như ăn ngon á, xào ngon lắm. Em luyến lên vậy nó. Em lên em thấy cái trái này rồi đó. Bây giờ lên là em thích dữ lắm. Nói trời chị ơi xào ra ăn cái trái này ngon dễ sợ. Chồng của em rất là thích, anh hai cũng rất là thích luôn. Hôm nay chắc là hơn một rổ này cho coi. Mình thấy nhiều dữ lắm luôn á. Đây là chỉ thấy bên ngoài thôi nha. Còn đi vô trong nữa là ui ôi. Cứ nhìn nó đằng trong là hái. Tại cái lá nhiều lúc ở ngoài nó che không thấy, ở trong lại thấy. Này mấy ngoài nè. Đó thì hái mấy ngoài trước, người ta bự ra chưa. Nhìn bự vậy chứ còn rất là non luôn á, ngon dữ lắm. Wow.
chà bá lửa luôn. Trời ơi, cuối mùa sao trái bự dữ à. Dăng tới đâu là tái nườm nượp. Cái lớp ẩn dưới là vàng á, xong rồi nó đua đua, nó lại lan 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 ra một cái lớp khác. Trời ơi, nó ra gì đâu mà cấm nhận nha. Cái trái này ở đâu á mà không có cần bón phân nhiều gì hết trơn á, mà nó siêu dễ ra trái luôn á. Mình không có bón gì nhiều hết trơn rồi nha. Dưa leo mình còn bón nhiều, còn cái này mình không có bón bao nhiêu luôn á, mà trái dữ dằn lắm. Ôi, trái này dài, lạ thường không? Rồi cả dê ở đây nè. Thấy mê chưa? Hái mỏi tay luôn á. Bỏ đó đỡ luôn đi. Wow, dễ sợ đá luôn. Trái bự ghê. Trời ơi, mê thiệt luôn là nhau ơi. Ủa này hai trái luôn, thấy chưa, cái nách này hai trái luôn. Hôm nay rô bung luôn à. Cái kia cao quá mà. Đây bỏ sót một trái trước mắt luôn nè. Wow, chỉ có một nửa một bên thôi đó cả nhà ơi, chưa có hết đó. Đi qua nửa bên kia nè, tha hồ nè. Xong rồi lát nó đi vô mé hàng trong ngồi lên tìm nữa đó. Lúc nào cũng trời ơi, hôm nay là trái bự nhất luôn á cả nhà, trái bự bự không luôn á. Chà, có vẻ nó thích cuối mùa quá ha. Nè, đây nè. Oh wow, ghê quá. Cả nhà cứ lên cái trên Facebook á cả nhà, cứ đánh mướp bao tử, mướp Peru. Ôi trời, trên Facebook họ bán nhiều lắm cả nhà. Tới cuối mùa người ta có hạt giống nhiều lắm, người ta bán á. Mình thì chưa kịp già thì mình đã thu như vậy rồi nè. Rồi mình tặng bạn ai nhưng mà sẽ ở trong ra mà thấy hạt đen thì giữ lại, mình cũng giữ được cũng ít rồi chứ không nhiều, tại vì mình cũng tặng bạn hết trơn. Mình chỉ giữ đủ hạt giống mà mình trồng cây hai cây cho vui thôi, còn như mình tặng bạn bè share bạn bè hết trơn. Mà phải là cái cây này đã ăn đầu mùa ăn cuối mùa luôn á. Trái mình hái hoài luôn á. Bữa giờ mình hái không biết là bao nhiêu video cái trái này rồi á nhỉ ha. Mà có lần này là mình thấy trái bự nhất nè. Hình như nó cũng thích lạnh nữa đó cả nhà ơi. Nên là trái nó mới bự vậy chứ ha.
mùa xuân với lại mùa hè mình còn bón cho nó đó ha. Mà bữa giờ là mình thấy nó lá vàng vàng, mình không bón luôn. Ôi thế mà tự nhiên nó lại bự dễ sợ luôn mà nhà ơi. Chăm quá nó không không lớn mà tới thả cái là nó lớn dù dù luôn. Trái trụi hái mở tay luôn rồi, đã gì đâu luôn. Bên đây đá cho đầy tay luôn. Ối trong đây hết trời luôn. Trời ơi, ghiền ghê nhà ơi, quá trời luôn. Công nhận nó ngồi ở trong nó thấy trái rõ vậy sao? Ôi ôi cả nhà xem nè, bên trong mà Nhung Hà tìm được nhiêu đây nữa nè, dữ dằn không. Rồi ôi quá đã. Wow cả nhà ơi, bội thu hình ha. Ôi để qua đây thấy trái nè nè đó. Ôi ôi nó lủng lẳng ở đây không trái nữa, đã ghê luôn á. Trời ơi, lần đầu tiên ta nói lần đầu tiên thiệt luôn là thu được cả mẹt, thiệt là nhiều vậy luôn cả nhà. Trời ơi, trái gì đâu mình mê dữ dằn luôn cả nhà. Mua cái giống này về trồng nữa cả nhà ơi. Đó, mướp Peru, mướp bao tử rồi nha. Trời ơi, trái gì đâu mà ghiền luôn á. Chắc cái này chắc nó mấy ký ta? 4 tới 5 ký á cả nhà. Trời ơi. Mướp Peru rồi nhà ơi, có ai ăn mướp Peru không? Đây tặng mọi người nguyên một, gọi là nguyên một mẹt luôn. Một nia luôn. Một nia mướp Peru cả nhà ơi, dữ dằn chưa? Quá chừng đã cả nhà, quá đã luôn. Ôi rồi đi vô vườn tím gì đó đỏ trong kia kìa đó, mình thấy mấy trái cà chua đỏ đỏ chấm đi vô hai mấy em cà chua. Ồ, chắc hai mấy trái đậu luôn nhà ơi. Đậu hái được rồi, hái đi kìa nó già uống. Xong đi vô chấm hái hái cà chua, tìm cà chua. Úp 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 úp. Có dưa leo, hái dưa leo luôn. Trái cà chua nó bự quá. Wow, trời ơi thích ghê luôn. Ok la nè. Đây nè. Ôi ôi. Mấy em cũng đang cố gắng vươn lên cả nhà ơi. Nó cái cây nó thảm thương vậy rồi mà vẫn ra trái cho Nhung Hà hái, thấy thương dễ sợ không. Đây dưa leo chanh đó, không còn trái là bự luôn chứ. Đây nữa nè. Wow, trời ơi, trái này bự dữ dằn luôn. Trời ơi, giỏi ha. Mấy chị cũng cố gắng ra trái đây. Đây nữa nè. Thương gì đâu nha. Dạ. Qua wow, mấy anh đây tìm mấy em đậu đang vô xào cho nó đủ rồi nhờ. Mấy... Ui trời ơi. Gì vậy? Đây. Vô xào cho nó đủ một bữa, nhiêu đó không có đủ, tìm đậu hái cho đủ luôn.
Trời, đậu năm nay tới mùa này cũng quá chừng trái luôn. Chùm này nữa nè. Đó, wow. Nó cả chùm mê ha. Đây nè. Nó có nhiều đây là đủ bữa rồi. Này nữa nè. Đây ok luôn. Xong đi ra cái mé ngoài kia xem có không, hái tiếp không. Trời ơi đậu. Hái đã tay luôn cả nhà ơi. Xuống cái mé này cả nhà ơi. Đây nè. Trái này chưa nè. Ồ trái này, cái chùm này ok nè. Đó, không tìm thôi chứ tìm vẫn có đậu hái cả nhà ơi. Đủ bữa rồi đó. Đủ bữa đậu xào tỏi. Dầu hào nữa. Trời ơi, con trái bự chà bá luôn. Wow. Qua đây tìm đậu lưỡi rồng nè. Ô, trái này bự dữ à. Được có trái chứ mấy ta. Đi qua mấy anh kia tìm xem còn trái nào không. Tìm bên đây có được mấy trái lưỡi rồng nữa nè. Rồi. Đây. Cũng bên đây. Biết có trái lưỡi rồng nào không? À, tìm trái đây. À, ngừng á, ngừng ra trái rồi. Bông quá chừng trái này ngừng luôn rồi. Bắt đầu lạnh á. Đậu này không thích lắm, thích nóng hơn. Rồi, được nhiêu đây đậu vậy nha. Hả? Nãy ngang qua tẹo mấy trái dâu nha. Ngon ghê luôn cả nhà ơi. Trái này ngon này mà cả nhà. Trời, nó ngọt. Như ổi à. Đỏ xá lị vậy nha. Ngon. Đây cả nhà ơi, thành quả thu hoạch của ngày hôm nay. Đi móc mỗi thứ một ít cũng được kha khá hết cả nhà. À, mình thấy là mớ Peru là nhiều nhất luôn á. Rồi mớ đậu, mớ dưa hấu tí hon, cà chua, dưa leo cả nhà. Đó. Cả nhà ơi, thôi Nhung Hà xin tạm ngưng tới đây thôi. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Cả nhà ơi, tặng cho Nhung Hà một like, đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ Nhung Hà với nhé cả nhà. Bye bye cả nhà nha.